Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông tiêu biểu của Việt Nam đã xuất sắc được vinh danh tại lễ công bố và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa tổ chức. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm lựa chọn vinh danh các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ICT Việt Nam theo từng lĩnh vực, đồng thời giới thiệu tới các đối tác khách hàng trong nước và quốc tế. Sau 2 tháng phát động, chương trình năm nay đã nhận được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp với 147 đề cử trong 20 lĩnh vực từ 92 doanh nghiệp. Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 101 đề cử xứng đáng, vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2022 tại 18 lĩnh vực. Theo số liệu thống kê, tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp được vinh danh top 10 năm nay đạt 162.333 tỷ đồng, chiếm 51% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cái thiết bị đầu cuối, đó là cái điểm chạm gần nhất đối với khách hàng để ra Internet. Và nhờ có cái việc làm chủ toàn bộ cái thiết kế phần từ phần cứng, phần mềm, tức là phần mềm trên thiết bị, nên gọi là firmware, và những cái phần mềm có tính chất nền tảng quản lý toàn bộ các thiết bị đó, thì cái việc đóng góp về chuyển đổi số thì chúng tôi đảm bảo được an ninh, an toàn mạng lưới, về an ninh thông tin. Với sứ mệnh là phụng sự xã hội thì MISA gắn liền với lại sứ mệnh của quốc gia về chuyển đổi số. MISA đã cho ra các cái giải pháp nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể là cải tiến về mặt công tác quản lý, nâng cao được năng suất cho các cái doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng như là tham gia chung vào cái câu chuyện về chuyển đổi số quốc gia, giúp cho doanh nghiệp có thể là giảm được cái chi phí quản lý và tăng được cái tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Em ấy rất là vinh dự đạt hai cái giải trong top 10. Thứ nhất là về top 10 về chuyển đổi số, thứ hai là top 10 về chính phủ số. Thì cái giải pháp mà FI mang đến cho cái việc mà chuyển đổi số nói chung và cho chính phủ số nói riêng thì đó là các cái giải pháp và xoay quanh trục về dữ liệu. Thì như các bạn cũng biết thì FI là một trong những đơn vị đi đầu về số hóa và chuyển đổi số. FI tập trung nghiên cứu các công nghệ lõi, ví dụ như công nghệ nhận dạng, công nghệ xử lý dữ liệu Big Data hay là Data Lake thời điểm hiện tại, thì góp phần thứ nhất là tạo cho cái hạ tầng số. Hạ tầng số ở đây bao gồm hạ tầng về dữ liệu là một trong những hạ tầng quan trọng nhất để hướng tới cái việc mà chúng ta có thể tập trung hóa dữ liệu này. Thứ hai là phục vụ các ứng dụng cho thành phố thông minh, cho chính phủ điện tử hay là chính phủ số. Đại diện Vinasa cho biết, danh sách các top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin năm nay phản ánh rất rõ nét về các xu hướng, đặc trưng và hơi thở của ngành. Tiến trình chuyển đổi số Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc từ cơ quan đến doanh nghiệp, người dân, tạo đà cho sự phát triển toàn diện của Việt Nam. Các doanh nghiệp công nghệ số đang gánh vác trên vai sứ mệnh, lĩnh ấn tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cũng như đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đối tác chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Một trong những cái điểm sáng của Việt Nam đó là sự phát triển mạnh mẽ và đồng hành cũng như đoàn kết của các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam. Kết quả là tất cả các công ty về công nghệ, về doanh nghiệp, về công nghệ, làm dịch vụ công nghệ đều có sự tăng trưởng thần kỳ. Có những công ty tăng trưởng gấp 3 lần, mà không chỉ là tăng trưởng ở trong nước, mà họ tăng trưởng ở thị trường toàn cầu. Và họ đem lại rất nhiều các cái công ăn việc làm cho người dân và cho xã hội, đặc biệt là cái giới khoa học công nghệ, giới trẻ. Sau lễ vinh danh, danh sách và ấn phẩm giới thiệu top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục được Vinasa giới thiệu đến các cơ quan của chính phủ, bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố và trên 5.000 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin lớn trên toàn quốc.